hơn hôm qua. Khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tang tang tang. Phun bôi rồi cứ phải rằng em đang yêu. Chào bạn. Đào. À. Đi đâu đây? Nhập học. Có cần phải đẹp gì không? Cần. Có hồ sơ chưa? Có. Đi thẳng, quẹo phải, vô phòng giám thị. Dạ, ok. Dừng lại. Gì vậy? Gì chú? Gì vậy? Gì vậy? Thẻ xe. Đi thẳng, quẹo phải, vô phòng giám thị. Ok. Còn mấy đứa nè, tới giờ học rồi, đi lên lớp đi. Tụi bay thấy sao? Thấy kỳ. Đẹp. Tao biết tao đẹp mà. Tao có nói mày. Oh no. Đâu ra con này vậy trời? Nó hôi quá à. Trời ơi, ở đâu ra cái thứ quê mùa vậy vô học vậy trời? Gái nào là gái quê mùa? Quê đâu không thấy, thấy toàn bưởi không? Điên. Thì chui vô đây thấy bưởi phải rồi. Nhìn kia kìa. Vô cha. Tí tí. Kỳ ghê. Cái trường mà cứ như cái siêu thị. Hết bắt gửi xe, giờ bắt gửi giỏ là sao? Ủa rồi cái thẻ đâu? Bà giữ đồ xong bà giữ cái thẻ luôn rồi. Rồi lát nữa lấy lại được không? Chắc được à. Thôi đi, ba cái thứ đó nhầm nhòi gì, mất tôi mua lại cho. Tụi bay, tới phòng giám thị rồi. Ờ, vô đi. Vô. Khoan. Cái gì? Mày quên phong cách của anh em tụi mình hả? Tạo nét. Thằng nào không tạo nét làm chó. Ờ. Ê, mày tạo nét cái gì vậy? Nét của tao. Vô. Đi đâu đó? Xin nhập học. Vậy à? Để đó đi. Dạ. Dạ. Hả? Sao tao thấy ông này quen quen? Chú bảo vệ. Nè. Chú bảo vệ với thầy giám thị sư giống nhau vậy? Ừ. Ủa không lẽ hai ông này sinh đôi? Ê mà tao thấy nó kỳ kỳ. Có cái gì đâu mà kỳ. Không kỳ sao mà nói tao nghe mày. Ủa? Thầy. Ừ, tao. Đứng qua đây. Ủa vậy là chú bảo vệ là tôi đó, còn thầy giám thị là chú bảo vệ. Nói chung là có một mình tôi hả? Ủa sao? Hỏi thắc mắc. Tôi xin tự hào giới thiệu cho các em biết, tôi đã từng tốt nghiệp trường trung học cao đẳng đại học University chuyên đa khoa. Ủa cái gì mà đa khoa tào lao cái gì? Hỏi thắc mắc. Nhập học hả? Dạ. Đẹp trai đó. Cảm ơn. Nhưng
bất cứ học trò nào muốn vô cái trường này học đều phải nắm trong lòng bàn tay bản nội quy của trường này. Các em biết chưa? Dạ chưa. Đúng rồi, tôi chưa nói sao biết. Hả? 3.000 điều. Các em phải nắm được trong lòng bàn tay 3.000 nội quy của trường. Làm như thế nào thì tụi em có thể nắm nó trong lòng bàn? Đợi em. Một khi chúng ta muốn nắm cái gì đó trong lòng bàn tay thì chúng ta phải xòe bàn tay, sau đó chúng ta mới múm ngón tay xòe ra đi. Đây, mỗi đứa một bộ. 3.000 điều nó nằm trong lòng bàn tay các em rồi. Vậy là xong rồi đó thầy. Đúng vậy, tất cả nó nằm trong lòng bàn tay các em rồi. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Ê, gì thầy? 50.000 bộ. Hả? Cái gì? Ủa vậy cái này là bán đó thầy? Ừ. Thôi đưa đợi đi, mình còn lên lớp học nữa. Thôi đi, anh em để anh lo. Thầy. Ừ, ngoan. Ủa nhưng mà thầy ơi, cái chữ nhỏ vậy sao học thầy? Cháu cần học. Ủa chứ làm cái gì? Đốt. Đốt gì? Uống. Uống. Uống chết sao thầy? Chết là quý cái trường này chết hết rồi. Tao hiểu rồi. Hột gà nướng, hột thịt lộn, hột thịt rửa, trứng cút lộn. Bắp xào đi. Ê, đi. Đưa này. Có 4 bộ mà bán mấy năm mà bán chưa được. Mà nghĩ sao? Nghĩ sao mà học 3.000 điều? Ai mà học nổi, thầy học còn không nổi nữa mà. Quan trọng là nhớ 3 điều thôi. Thứ nhất, tao có được đóng học phí trễ. Thứ hai, không được yêu đương nhăn nhít. Thứ ba, tuyệt đối không được đi học trễ. Vậy thôi. Lớp mình nó kỳ lắm, toàn gì đâu không à. Như thằng này nè, ngô ngô ngáo ngáo làm sao á. Còn 2 thằng này nữa, y như đầu trâu mặt ngựa vậy đó. Còn 2 bà giống âm binh cô hồn. Nói gì vậy? Quýnh nó đi tỉ. Hả? Về chỗ. Dạ cô vô. Về chỗ. Má tôi còn không sợ. Em đó, má tôi. Em hả cô? Tôi xin thông báo, kể từ bây giờ tôi chính thức làm chủ nhiệm của cái lớp này. Tất cả những gì anh chị nói tôi ghim hết đó. Liệu hồn. Ủa tụi em được ngồi chưa cô? Mời. Cái vụ gì nữa? Tôi thầy nè. Thầy tụi ta đã chói thầy. Can you make all this world? Nhìn gì? Nhắm mắt lại hết. Cô thấy hôm nay tôi tới đây. Dạ. Là vì có 4 học trò nó mới chuyển trường tới. Dạ. Tôi dắt cho cô dạy. Dạ. Vô đi mấy em. Ủa? Oh my god. Đám này phải hoa sáng không? Tôi nói với ai? Nhìn cách lóc cá này. Nghe nói con nhà giàu. Yên tâm, từ từ tính. Oh my god. Cái gì vậy lên cơn hả? Thôi cô dạy mấy em nha. Dạ. Thì đi à. Dạ. Bye thầy. Học trò không á. Dạ. Hả? Nhớ uống thuốc cho đều nha. Thầy đi à. Rồi bây giờ nè, các em qua bên đây ngồi cho cô. Dạ thưa cô, em có ý kiến. Ừ? Để em nhường chỗ này cho mấy bạn ngồi. Rồi em ngồi ở đâu? Em ngồi trong lòng mấy bạn. Cô xuống cô đá cho lòng ngực em nha. Mời mấy em qua bên đây theo cô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô một học mới nha. Dạ, em chào cô ạ. Đi đâu đây? Xin giới thiệu với các em, đây là bạn Châu Châu.
Ngày hôm nay bạn được học bổng để tới lớp học của chúng ta. Các em cố gắng giúp đỡ và tạo điều kiện cho bạn nha. Châu Châu, em xuống bàn của Trà ngồi đi. Cô. Ừ? Trong lớp thiếu gì chỗ, mắc gì ngồi với em? Không hài lòng hả? Tại chỗ này chỗ phong thủy của em đi chỗ khác em ngồi không được. Chật lắm rồi, đừng cho vô đây nữa, chật lắm. Châu, xuống với Trà ngồi đi. Cô. You move over there. Không nè. I move you. You go. Go. You go, 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 go. Em lại đây ngồi đi. Trà, cho cô biết mấy giờ rồi? Đồng hồ trên bàn cô sao cô không coi? Nhưng mà nó chỉ về hướng em á, em nói cho cô nghe. 3 giờ sáng. 12 giờ 15 bà. Đi học lúc 3 giờ sáng hả? Mày điên hả? Mày đổi chỗ rước mày điên hả? Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị làm một bài tập trắc nghiệm về nhân phẩm nha. Ủa nhân phẩm mới làm trắc nghiệm đó cô? Cái gì vậy? Cô nói lộn, cô nói lại. Bây giờ làm một bài trắc nghiệm về nhân lực. Cái đó người ta kêu bằng năng lực. Nhỏ là tánh kỳ quá à. Hay sửa lưng sửa cổ cô quá vậy? Lộn với cái giáo trình thôi cũng khó khăn với cô nữa. Bây giờ nói chung là chuẩn bị làm kiểm tra đó nha. Ê tụi bay, bà cô này tạo nét quá mày. Đi dạy mà còn mang găng tay nữa. À chắc bà bị lát đồng tiền. Sao vậy? Cô bị lát mắt gì leo găng tay? Thì đeo vô mới thấy không có bị lát đồng tiền. Thấy không? Vậy mày cũng nghĩ ra được nữa hả? Hình vuông quá mày ơi. Ê mà nãy giờ tao suy nghĩ á, tại sao cái lớp học mày tên là hại não? Ờ mày chắc tao mới nhớ. Tụi bay nhớ hồi sáng không? Sao mày? Là cái ông bảo vệ đó. Đúng rồi. Cũng là ông giám thị. Chính xác. Mà còn bà cô á. Sao sao? Cũng là bà cô luôn. Hay không? Ghê. Cũng ghê đó. Ghê đó. Tập trung đi, tập trung đi. Tập trung đi, tập trung đi. Làm mà không tập trung mới lo là cái gì nữa à. Coi mặt kìa, cái mặt ngơ cái mặt lên kìa. Giả ngu giả ngơ hả? Chút xíu cũng không điểm nó khỏi cười. Thẳng lưng lên, không có xương sống hả? Đập một cái cho trào tủy ra nha. Không có điếc lỗ tai đâu, ngồi thẳng lưng lên. Trời 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 trời. Thời trang bất chấp thời tiết nè. Mùa hè mà quấn khăn trên đầu ở trên cổ gì đó. Nữa kìa. Đi học với mấy ai dựa về á. Tẩy đầu hai ba màu. Màu đỏ hồng cánh sen hả? Màu vàng lá mạ hả? Hay màu xanh lá biển? Nữa nè. Đi học mặc áo da. Sao vậy cô? Nhìn giống sát thủ quá, ám sát tao hay chi vậy? Ủa trời nóng lắm hả cô? Nóng mặc áo như cô này thấy không? Ủa vậy cô đeo bao tay làm cái gì vậy? Phong cách của cô. Tập trung tập trung. Cái mặt này cái mặt trân trân vô ai dựa mày vậy? Mày ăn tươi nước sống cô không? Cô khổ cái là xì xọ nha. Cô ơi, trật tự cho em làm bài. Ồn, mấy đứa này ồn, mấy đứa này làm ồn nó không làm bài được. Con Trà mày tập trung làm bài giùm xíu xíu đi. Cái miệng mày bài hải á. Mình phải cố gắng tập trung vô, cho dù cô là mất tập trung, mình phải cố gắng tập trung vô. Mình đi học cho mình mà, có học cho cô đâu. Cô không cần phải tập trung. Mình chỉ cần tập trung là được rồi, nha. Tâm lý cô nó bất ổn á. Cô bất ổn là chuyện của cô, em ổn không? Em ổn không? Cô cho em không yên ổn luôn đó. Hai con không. Con không thứ ba, ba con không, bài này nộp bài đi về, cô không nhận bài ba bạn này nữa. Hai con không thứ ba, ba con không, bài này nộp bài đi về, cô không nhận bài ba bạn này nữa. Ai cho đi về vậy, ai cho đi về vậy? Rang chuông chưa mà về. Thần kinh có tỉnh táo không, có nhận thức được không? Cái này là ra chơi, giờ nào rang chuông hãy chơi, chưa rang chuông chưa được chơi. Tự nhiên khùng hả, đi giờ ra chơi đi về. Cái lớp là kỳ lạ dữ lắm. Quay vô chỗ ngồi. Học bài mới là chứ đó dễ gì. Đó, rồi rang chuông nó vừa làm hả dạ chưa. Cái lớp người ta học đi ra nhẹ nhàng, lớp này nó rút như mở cửa ngục. Đúng là lớp học khó đỡ mà. Hại não dễ sợ luôn. Cái món mà đu đủ lắc với đá me công nhận ngon ha. Ừ. Cái trường này là lạ thiệt luôn á. Nó kỳ kỳ sao. Kìa. Ê, thằng Ngô kìa. Ê, Ngô. Đúng rồi. Đi ok đâu.
Nhiều. 50. Phải thôi. Tóc nhiều quá che não rồi. Lạ nha, hai thằng này suốt ngày ăn hiếp thằng ngố hoài à. Bây giờ còn chấn lột tiền của nó nữa.